Hi, xin chào toàn thể mọi người quay trở lại với video của mình tiếp theo. Vâng, hiện nay thì mình đang ngồi ở nhà mọi người ạ. Hôm nay thì thời tiết hôm nay cũng là mất điện khá là lâu rồi. Ở chỗ mình mất điện từ sáng cho đến bây giờ. Thì hôm nay mình lên một cái video ngắn, hôm nay là giới thiệu với tất cả mọi người một cái công cụ rất là quen thuộc mà để chế tạo ra điện. Đấy. Trong những cái mùa hè này thì điện đóm là chúng ta thường thường là dẫn đến tình trạng là xảy ra tình trạng là mất điện thường xuyên trên địa bàn hiện nay. Thì mình cũng xin chúc mọi người có một ngày mới có nhiều niềm vui và có một mùa vải bội thu cũng như là bán được giá cao nhé. Thì tí nữa mình sẽ giới thiệu với mọi người là cái công cụ này rất là quen thuộc với bà con nông dân. Đấy, để chế tạo ra, phát ra điện, ánh sáng để mình sinh hoạt những cái lúc mà mình bị mất điện nhé, mọi người nhé. Thì phía sau mình đây, đây mọi người nhìn thấy chưa ạ? Phía sau mình kia là một cái chiếc máy cày. Rất là quen thuộc với bà con, là cái thời gian mà bà con mà cô bác nông dân làm ruộng ấy, người ta hay dùng máy cày này. Đấy, thì bây giờ em sẽ review cho mọi người cùng xem cái chiếc máy cày này em chế tạo ra để mình sử dụng những ngày mất điện này nhá. Bây giờ xin mời mọi người cùng quan sát mình chế tạo cái máy cày này. Vâng, đây là cái công cụ mà em vừa nãy cũng giới thiệu với tất cả mọi người, rất là quen thuộc đúng không ạ? Đây là chiếc máy cày. Chiếc máy cày này thì trước em mua máy về để nâng cấp lên làm cái đồ sinh hoạt cho mình, và cũng như là để mình di chuyển đi khu vực ở trong thôn là để đi bơm nước tưới vải ở trên đồi nhé mọi người ạ. Đây chiếc máy cày chế tạo ra động cơ để vừa đi lại được này, vừa bơm nước được ạ. Đây thì trước là em chỉ mua cái củ phát này về đó. Củ phát này là củ phát chạy 5 kg nhé, 5 kg củ này, 5 kg nặng có trọng lượng là 100 kg. Đấy. Này vẫn xe của nhà mình thì vẫn đi lại được bình thường nha mọi người nhé. Rất là nhiều các bác cũng đến hỏi về chiếc máy cày này để thu mua lại, nhưng mà mình cũng không có ý định bán, mình để dùng trong những cái lúc mất điện. Đấy. Thì đây là cái động cơ chạy bằng dầu diesel. Đấy. Chạy rất là tiết kiệm mà dầu luôn. Em chạy từ sáng đến vừa lại em đi. Đừng để đấy, mới xuống một tí thôi này. Chạy từ sáng rồi. Để ngừng để làm video không thì nó ồn quá mọi người, ồn quá nó lổ to thế là mình phải tắt máy đi. Đấy, cái bên này thì mình chế cái độ dây cu loa là độ dài nó là 1m2. Đấy, từ đây xuống đến đầu của phát này. Cái con máy này trước thì mình dùng cái trong cái thời điểm mà mình có quà đồi vườn ở trong rừng ấy, là phải đi vào trong rừng ấy, là mình ở trong đấy là không có điện nên là mình phải dùng con này đánh vào trong rừng và mình phát điện ở trong đấy. Trong đó thì mình có máy bơm nước ở trên đồi nên là mình phải dùng con này để mình tải tải nó nhé.
Đấy, trước là các bác là không có con, mua con này ấy, thì là các bác không giống con này, thì các bác lại phải mua cái máy máy xăng máy dầu B bình thường kia. Đấy, cái củ đấy chỉ được 2,5 kg đến 3 kg là hết cỡ rồi. Nó không chạy tốc độ, độ hao tốn thì nó không như con này. Con này thì nó ăn dầu thì nó rất là ít. Đấy, rất là ăn ít dầu, cực kỳ ăn rẻ. Đây, tại đây. Con này thì hoạt động bằng chổi than. Đấy, nó phải dùng lâu 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 vài năm, mình dùng nhiều là mình nó bị mòn chổi than, là mình phải đi mua chổi than để mình lắp vào, không thì mình mới dùng được. Đấy, công suất của củ máy này đây. Đấy, mọi người thấy chưa? Bên này là cái bình bình nước để làm mát này, làm mát máy này. Bên này là bình dầu. Đấy, mình chạy bằng dầu đi ra đen. Cứ hết cái bình nước đấy thì mình lại lấy nước lọc, nước lã này mình đổ vào. Đấy, tí nữa em sẽ tiếp tục phát nổ lên cho mọi người cùng xem nhé. Bên đây là vừa nãy là em tắt đi, em để em phát. Đấy, bây giờ hiện tại bây giờ em bật lên xem là có điện chưa. Chưa có điện thì vẫn chưa có điện mọi người ạ. Có điện thì nó ở đây nó có bóng báo đỏ lên. Đây mà mình bật cái công tắc đèn đây xem rồi. Ở đây thì chưa có điện nhé. Đấy, chưa có điện luôn. Nên là mình sẽ tiếp tục mình tắt cái ấy đi, tắt sập cầu dao xuống và xong thì mình tiếp tục phát lên cho mọi người xem. Nói chung là cái máy của nhà mình ấy, thì là nó hoạt động được tải trọng tải lên khá là nhiều người. Tức là mình mà dùng một cái công việc gì đấy mà khoảng cứ vài nhà là vẫn ok nhé, vẫn chạy bình thường. Đấy, bây giờ em cắm cái dây này vào đây. Đây. Đấy, chỉ việc cắm cái này vào thôi. Bây giờ điện này là cắm ở đây là ăn luôn, nó thông thông lên bộ áp kia là nó khắc phát điện, phát ra điện thôi. Mình cái trường hợp mà mình không sập cầu dao áp xuống là dẫn đến là tình trạng mà có điện đột ngột là chập cháy nhá mọi người ạ. Nên là mình phải sập cầu dao và ngắt áp đi. Đấy, lúc nào có điện thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Đấy, nó không có điện gì nhá. Thì em quay em. Có điện thì em sẽ dùng cho mọi người cùng xem. Công suất thì nó rất là khỏe luôn. Bây giờ em ra em nổ máy cho mọi người xem. Đây nha mọi người nhá. Công suất đây nó lên đến 300. Nếu mà nổ lên đến 300 là phải dùng khá là nhiều điện hao tốn nên mới dùng đến cái mức vậy thôi. Còn không thì là mình chỉ dùng đến tầm 200, mình lỗ găng ti. Mình chỉ cần lỗ găng ti bình thường thôi, đến tầm 200 trở về chạy trong gia đình mình. Đấy. Bây giờ để em lỗ máy nha mọi người nhá. Vâng, trước khi em nổ máy này lên thì nó rất là to và cũng như là ồn ào. Nên là mọi người thông cảm cho em. Còn mọi người qua cái video này của em mà thấy em chế tạo cái bộ khung này thì thấy hay. Thì mọi người đăng ký kênh cũng như là đăng ký kênh theo dõi để cập nhật những video mới nhất. Mình sẽ chia sẻ lên cho mọi người để mọi người cùng biết được cái tốt và cũng như là cái vui. Vâng, sau đây em sẽ đổi máy. Còn em hôm nay cũng lên một cái video ngắn và cũng có một cái ý tưởng lên cho mọi người. Nếu mà mọi người có cái
máy cày thì mình cũng lên tận dụng, mình chế cấu tạo cho mình giống thành một cái bộ phát điện này, nó rất là tiện nhé mọi người ạ. Nếu mà mùa mùa nào hè này hoặc những ngày thường mà hay mất điện ấy, rất là oi bức và cũng khó chịu đấy, nên là mình phải có những cái bộ máy như này mình để sinh hoạt đấy. Nhiều các bác đến hỏi mua lại nhưng mà em thật sự không không bán đâu ạ, bởi vì là mình còn phải dùng và còn về lâu về dài đấy, nên là bán đi tiền tiêu cũng hết thôi, nhưng mà mình để mình dùng thì còn còn được về lâu về dài nhé mọi người ạ. Trước khi kết thúc video thì mọi người thấy video hay thì cho em xin một like và cũng như là chia sẻ kênh và đăng ký kênh ủng hộ cho em để mình có động lực và phát triển kênh cũng như là để lan tỏa kênh ra rộng nhé mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều. Còn bây giờ em xin phép là em đi nổ máy cho mọi người cùng xem ạ. Phát điện rồi nhé mọi người nhá, nên nổ đến hai công suất 200 không. Bây giờ nổ quăng ti vô bình thường không mọi người ạ. Bây giờ đi vào trong nhà nhé mọi người nhé. Giờ mình sẽ đây đấy, có điện luôn phải không ạ? Cái này bình thường thì mình cứ chạy thoải mái, điện trong gia đình thì mình chạy được tất tất cả mọi động cơ dùng ở trong nhà nhé mọi người nhé. Đấy em lỗi em đấy, rồi bây giờ mọi người cùng xem này. Không đến lúc nhiều lúc mọi người lại bảo là có điện rồi mình cắm điện vào. Đấy thấy chưa? Mình đã sạc cầu ra và át rồi. Đấy, còn bây giờ mình đây phải lại em bật cái bóng này đây đấy, phải lại em bật cái bóng này đây, giờ là nó có điện đây nhá. Đấy giờ em tắt đi này, em tắt đi này đấy, không mọi người lại bảo là không phải mất điện hay là hoạt động máy này không dùng được như này như kia. Còn là ok nhé mọi người nhá, em cũng xin phép là kết thúc video đây và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau của em. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt mọi người nhé.